chị cũng có hỏi Hoàng, và Hoàng thừa nhận rằng anh ấy thích em. Nếu như thế thì là ở phía anh ta thôi ạ. Còn em không chịu trách nhiệm về tình cảm của người khác được. Nhưng chị yên tâm, em sẽ không chen vào một mối quan hệ khi em biết mối quan hệ đó đã đủ hai người. Thật ra chị với Hoàng thì đúng là hai người, nhưng lại không như em nghĩ. Giọng chú Quân ho nhiều lắm, hình như là chú đang ốm nặng đấy ạ. Mà chú lại ở một mình. Con lo là có vấn đề gì? Hay là mẹ có thăm chú đi ạ? Chú ấy có nhân viên. Với lại chú ấy cũng quen xoay sở mọi việc rồi. Nhưng mà con thấy chú ấy ở một mình. Mà lúc ốm thì người ở một mình hay tủi thân lại nghĩ lung tung đấy mẹ ạ. Mà mẹ với cả chú Quân thân nhau như thế, từ trước đến nay chú có giúp đỡ gia đình mình nhiều. Hay là mẹ qua nấu cho chú bát cháo đi. Thôi được, để mẹ gọi người ship cháo lên cho chú ấy nha. Ô, mẹ ơi đừng ship ạ. Con nghĩ là ship thì chú lại còn buồn hơn đấy ạ. Thôi được rồi, để mẹ tính. Mẹ cúp máy nhé. Vâng, con chào mẹ. Tôi đi khám bác sĩ. Khám bác sĩ á? Cô bị làm sao à? Bác sĩ bảo tôi là bị thiếu iốt. Sao cơ? Tôi bị thiếu iốt rất nặng. Minh không cho mẹ vay tiền đúng không? Thế thì mẹ sẽ đi tìm bố chúng mày để mẹ xin tiền. Mẹ không cảm thấy xấu hổ à? Mẹ phải để cho chị em còn sống nữa chứ. Tôi gìn giữ cái trật tự này để không bị ảnh hưởng bởi những lũ con hoang của anh. Thì ra tất cả mọi chuyện này là do cô bày đặt. Đó là cái giá phải trả đấy. Rốt cuộc đàn ông là như vậy à? Không ngừng phản đối. Nếu như em đồng ý ở bên tôi sẽ không làm như vậy.